Từ việc phối hợp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt gần 12.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.555 xe mô tô, 49 xe ô tô, 3 phương tiện khác, chuyển kho bạc nhà nước thu phạt trên 7,3 tỷ đồng, tước 553 giấy phép lái xe có thời hạn. Song song đó, phối hợp với ngành giao thông vận tải của tỉnh, duy trì trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động trên quốc lộ 20. Qua đó kiểm tra phát hiện và xử lý 19 trường hợp vi phạm, trong đó 12 trường hợp quá tải, xử phạt 7 chủ xe vi phạm. Cũng theo ngành giao thông vận tải Lâm Đồng, đến nay đơn vị đã ra quyết định xử lý 125 trường hợp vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, với số tiền phạt là 347.300.000 đồng. Đồng thời, triển khai hiệu quả việc tuần tra kiểm soát xử lý hành chính xe vi phạm chở hàng quá tải trọng của ô tô vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Qua kiểm tra, 82 xe, trong đó có 15 xe vi phạm quá tải, tổng số tiền phạt là 227 triệu đồng.